Hi, chào anh em. Đồng hồ xe của mấy anh em có đang gặp những tình trạng tương tự như vậy không? Nếu đang gặp tình trạng tương tự như vậy thì đồng hồ của mấy anh em đang bị tình trạng cháy phim hay còn gọi là ố phim nha. Tình trạng này mình chỉ cần khắc phục lại thôi và không cần phải thay đồng hồ mới đâu. Chi phí cũng khá là rẻ thôi. Thì đây là một cái đồng hồ của anh khách ở xa gửi về mình. Thì tình trạng là bị cháy phim ha. Mình sẽ tiến hành và khôi phục lại cái đồng hồ như vậy. Thì những cái đồng hồ sử dụng màn hình LCD khi mà anh em xài một thời gian dài thì sẽ xảy ra cái hiện tượng là mờ số, là sẽ khiến cho cái đồng hồ ta rất là khó thấy nha. Thì tình trạng như vậy thì bên shop luôn phục hồi lại như zin cho mấy anh em, và chế độ bảo hành luôn luôn là 2 năm cho mấy anh em yên tâm sử dụng nha. Và đây là cái màn hình lúc mà mình đã tháo ra rồi nè, thì có nguyên một cái đốm vàng ở giữa khiến cho màn hình của chúng ta rất là khó thấy nha. Thì đây là màn hình đã mình đã phục hồi lại rồi nè mọi anh em. Đó, màn hình đã trong vắt và đây là mình đã lắp hoàn thiện lại, thì đồng hồ đã hiển thị bình thường, mọi chức năng thông số đều hiển thị rõ nét hết. Và khi mà anh em gặp những tình trạng như vậy cứ gửi đồng hồ về bên shop em, và khi tháo ra xe vẫn chạy bình thường. Và cảm ơn anh em đã theo dõi.